quý vị, ngày 22 tháng 4, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự gọi tắt là PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây mua bán dâm dưới hình thức Sugar Baby, Sugar Daddy do Vũ Nguyễn Nhật Vi, 22 tuổi tổ chức với số tiền mua bán dâm lên đến hàng chục triệu đồng một lần. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra hành chính 3 khách sạn trên địa bàn quận 1, đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Những cô gái bán dâm khai được một người tên Nhật Vi môi giới theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Vi là sinh viên năm nhất một trường đại học chuyên đào tạo ngành tài chính marketing tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2021, Nhật Vi tạo nhiều nhóm trên mạng xã hội để tuyển chọn các chân dài bán dâm theo hình thức Sugar Baby, Sugar Daddy ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Nhóm do Nhật Vi quản lý có 1.500 thành viên. Nhật Vi đăng tải hình ảnh kèm theo giá đi khách mỗi cô gái là 25 triệu đồng một lần, nếu qua đêm thì 50 triệu đồng một lần. Nếu đi xét tour từ 2 đến 5 ngày thì giá dao động từ 10 đến 25 triệu đồng một ngày một người. Khách muốn có thông tin của các mỹ nữ thì phải chuyển cho Vi 1 triệu đồng tiền cọc và hoa hồng 500.000 đồng một lần. Đối với các kiều nữ đi khách, Nhật Vi sẽ hưởng tiền giác khách từ 10 đến 20%. Ngoài việc tự lập các nhóm do mình tự điều hành, Vi còn tham gia vào nhiều hội nhóm nổi tiếng trên mạng xã hội, nơi có hàng chục ngàn người tham gia để thuận lợi cho việc tuyển chọn gái bán dâm là những người mẫu ảnh, sinh viên hay hot girl, MC có tiếng cho đường dây môi giới mại dâm của mình. Từ lúc hoạt động cho đến nay, Vũ Nguyễn Nhật Vi đã hưởng lợi việc môi giới thành công khoảng 200 triệu đồng. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. <laughs>